Capsicum với cảm giác mát lạnh, chứa thành phần nicrobenzene, alcohol, amimetacrazone. Không dùng Capsicum trong người có mẫn cảm bất kỳ thành phần nào của thuốc và thận trọng khi dùng cho trẻ nhỏ. Đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Capsicum dùng trong điều trị viêm họng.